Điện mặt trời shop solar xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Em đang review thực tế chiếc quạt trần chạy điện áp từ 8V đến 24V DC. Đấy, anh em có thể nhìn tốc độ gió nhé và cái chiều rộng của nó. Các bác tưởng tượng là cái quạt trần 220V nhà các bác như thế nào thì chiếc quạt này là như vậy. Đấy, cái tốc độ gió kinh khủng luôn. Rất là khỏe. Em bán hàng này là năm rưỡi rồi, chưa phải bảo hành và chưa lỗi một chiếc nào nhá. Bây giờ em sẽ review thực tế cho các bác xem về chiếc quạt trần. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Em sẽ khui chiếc quạt trần chạy điện áp từ 8 đến 24V DC. Bên em đang cung cấp hai cái dòng sản phẩm. Một là bác nào thích chạy điện DC thì các bác lấy cái này. Còn bác nào mà thích chơi vừa điện 220 vừa điện DC thì em vừa nhập mẫu về xong. Đối với chiếc DC này thì nó có cái bảng điều khiển bằng tay, chứ nó không có cái bảng điều không có cái điều khiển anh em. Đây nó có cái hộp số điều khiển bằng tay. Còn cái sơ đồ này thì anh em về anh em tham khảo thêm. Nó gắn ở phía dưới của cái hộp số điều khiển bằng tay. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho các bác về cái cách đấu nối thì nó đơn giản. Nhìn vào sơ đồ nhiều bác không biết đâu. Đây là những cái phụ kiện đi kèm nhé. Phụ kiện đi kèm rất đơn giản. Đây là cái thanh nối này. Thanh nối từ củ xoay cho lên trên trần. Đấy, còn đây là cái cánh này. Tí nữa cũng đo thực tế luôn cho các bác xem. Đối với chiếc quạt trần này, năm ngoái em bán số lượng quá lớn luôn. Năm nay hàng vừa mới về xong, review luôn cho các bác xem. Bán hơn một năm rưỡi rồi. Chưa chiếc nào bị lỗi anh em. Đấy. Đối với lại cái vành màu vàng này, anh em sẽ úp ở phía trên. Đấy, thì anh em nhìn từ dưới lên thì nó sẽ có một cái vệt màu vàng này, nhìn rất là đẹp nha. Đấy. Còn cái màu trắng này anh em úp xuống dưới bởi vì chúng ta không nhìn thấy gì. Hai cái dây màu đỏ và dây màu đen, dây màu đỏ ký hiệu là cực dương, còn dây màu đen ký hiệu là cực âm. Thì khi các bác kết nối trực tiếp với tấm pin mặt trời thì các bác đấu đúng âm dương vào là nó chạy. Còn bác nào mà chạy bình ắc quy thì các bác cũng đấu đúng đầu âm dương vào chiếc quạt trần này thì nó sẽ hoạt động. Đấy, nhưng đặc biệt lưu ý các bác đấu nối phải thông qua hộp số anh em nhé. Nếu anh em đấu thẳng vào đây nó sẽ không chạy đâu. Đấy, nó sẽ không chạy, anh em phải kết nối vào cái hộp số ấy. Thì tí nữa kết nối như thế nào ở hộp số thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Ở đây là mặt phía dưới, anh em nhìn từ dưới lên. Đấy, mẫu mã rất là đẹp. Mẫu mã rất là đẹp, cầm rất là chắc tay luôn anh em. Bây giờ em sẽ quay rõ cho các bác về cái thông số kỹ thuật của nó. Đây. Không biết anh em nhìn rõ không? Phải chỉnh cam anh em ạ. Chỉnh cam cho nó nét. Đấy. Chiếc quạt này nó chạy điện áp từ 8 đến 24V nhé. 24V DC. Đấy. Với cái dải điện áp rất là rộng. Còn trên là mã model. Ghi được quạt năng lượng mặt trời. Công suất là 33W. Công suất 33W. Rất nhẹ điện. Đấy. Đây là cái quạt trần không chổi than. Và bên em đang bảo hành là 12 tháng cho khách hàng. Thực tế chạy năm rưỡi rồi chưa có bác nào kêu bảo hành bảo hết gì cả. Không có bác nào kêu bảo hành bảo tỏi gì cả. Đấy, rất là ngon. Bây giờ em sẽ đo thực tế cái cánh quạt nha. Đo thực tế cánh quạt xem nào cho các bác xem. Để các bác tưởng tượng ra chiếc quạt trần này nó to như thế nào. Đấy. Cái gì thì cái, nó cứ phải thực tế nha. Đấy. Đây, 64 cm.
anh em nhé, một cánh là 64 cm. Đấy, như vậy là anh em sẽ phải đo đường kính của từ cánh nọ sang cánh kia là nó rơi vào mét tư anh em ạ, rơi vào mét tư, thì hai cánh này đã là mét hai mấy rồi, 1m28 rồi, cộng với cả cái củ xoay khoảng hơn 20 cm. Đây cái củ phát điện này này. Đấy, nó rơi vào khoảng 24 rồi. 26 anh em. Đấy, 26. Đấy, như vậy là anh em có thể tự tính toán được nhá. Thì cái đường kính của từ cánh nọ sang cánh kia là nó rơi vào khoảng 1m4. Đấy. Hàng này năm ngoái em bán cháy hàng luôn. Quá nhiều khách hàng đặt không không có hàng. Đấy, bây giờ em thử lấy 1m4 em đo này. Đấy, rất là rộng nhá. Các bác nhìn vào màn hình chưa chắc đã hết được cả cái. Đây em đang lấy 1m4 nhá. Đấy, nếu mà các bác lắp lên thì cánh của nó rất dài. Rất là dài luôn. À, bên em về một cái mẫu quạt vừa chạy điện 220, vừa chạy điện DC. À, các bác thích dùng loại nào cũng được. Đấy. Và em hướng dẫn cho các bác sơ qua về cách kết nối nhé. Đây là cái thanh kết nối. Thanh kết nối thì anh em sẽ nhìn cái sọc này, nó có một cái sọc được cắt vát, anh em sẽ đấu ở phía dưới. Đấy. Nhưng mà anh em phải cho cái phụ kiện này vào. Đây anh em đút cái phụ kiện này vào nha. Đấy, thì nó anh em sẽ lấy cái ốc anh em dùi vào cái lỗ để cố định. Để cố định lại, còn ở đầu phía trên thì anh em sẽ kết nối với lại cái phụ kiện này. Đấy. Sau đó anh em làm một cái móc anh em treo lên trần nhà. Đấy, như vậy là sử dụng là cái quạt nó sẽ được treo lơ lửng và rất là chắc chắn. À, riêng anh em mà nhận hàng sản phẩm thì anh em biết ngay. Anh em sẽ thấy luôn cái độ chất của nó. Bên em nhập mà loại quạt trần là không chổi than anh em ạ. Anh em phải đấu nối, phải thông qua cái hộp số này nhá, cái hộp số bằng tay. Ừ. Thì cái chiếc quạt này nó mới hoạt động được. Anh em đấu thẳng, nhiều khi anh em thử hàng anh em đấu thẳng là nó không chạy đâu. Đây. Ở trên này nó ký hiệu là input. Đấy, input. Thì anh em sẽ đấu cái dây này vào bình ắc quy. Đấy, anh em nhớ nhá, vào bình ắc quy. Hoặc là đấu vào tấm pin năng lượng mặt trời trực tiếp thì anh em sẽ đấu cái dây dương ở cái dây này. Cái dây input là vào cực dương của bình ắc quy hoặc là tấm pin mặt trời. Còn cái ký hiệu là output. Output này thì cái dây này anh em sẽ đấu vào quạt trần nha, đấu vào cực dương của quạt trần. Xin nhắc lại, anh em sẽ đấu cái dây output này vào cực dương của quạt trần. Đấy. Còn cái dây màu đen. Dây màu đen ở ở cái củ phát ấy. Xin nhắc lại nhá. Cái dây output này này. Đấy. Anh em sẽ đấu vào cái dây dương màu đỏ của quạt trần. Đấy. Còn cái dây input là anh em sẽ đấu vào cực dương của bình ắc quy hoặc là tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy. Đấu vào cực dương của ắc quy hoặc tấm pin năng lượng mặt trời. Còn cái dây đen ở cái quạt trần, anh em sẽ đấu trực tiếp vào cực âm của bình ắc quy hoặc là cực âm của tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, như vậy là anh em sẽ thưởng thức một cái trực thăng chạy trên trần nhà nhà các bác. Đấy. Thì cái sản phẩm này bọn em đang bán giá là 1.050.000 bao phí vận chuyển toàn quốc anh em nhá. Đấy, kể cả cái quạt trần vừa chạy 220 vừa chạy điện DC thì em cũng bán là 1.050.000 bao phí vận chuyển toàn quốc. Em để số điện thoại trên màn hình, các bác mua thì liên hệ. Xin chào các bác.